Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Virus cứ giỡn mặt với người cộng sản. Hồi mùa hè năm ngoái, virus COVID-19 bất tuân theo lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng đã len lỏi chọc thủng các hàng phòng thủ của bộ đội, công an, biên phòng và suýt làm cho thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở thành vỡ trận. Phước thủ may thầy cho Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn còn sở hữu được hơn 300.000 cây số vuông đất đai chắc địa nằm chắn ngang Biển Đông, con đường vận tải sầm uất nhất thế giới, cái đinh địa chính trị thế kỷ 21 giữa hai siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc. Hàng triệu liều vaccine được các quốc gia phương Tây cung cấp đã cứu dân Việt Nam khỏi thảm họa, đồng thời cũng cứu được Đảng Cộng sản Việt Nam khỏi sụp đổ. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cam kết rằng nếu Hà Nội mà bung mà toang, hứa với các đồng chí tôi chịu trách nhiệm. Mùa thu năm 2022, virus lại bất tuân theo lời Đảng, nhưng là Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn anh ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng trăm triệu người đã bị cấm ra khỏi nhà trên toàn cõi Trung Hoa. Vậy mà virus COVID-19 vẫn bùng phát khắp nơi, mặc dù với độc lực thấp của biến thể mới, chưa gây ra chết chóc nhiều như hồi nó mới ra là vạn lý trường trinh từ Vũ Hán. Cảnh đường phố như ma chơi ở Thượng Hải vào năm 2022 giống hệt các con phố vắng tanh của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021. Những tấm tôn màu xanh bịt kín khu dân cư ở Quảng Châu có cùng một mục đích như những sợi dây kẽm gai răng kín các khu phố nghèo quận 4, quận 8. Sau vụ 10 người bị chết cháy ở Ugum, Tân Cương mà quân chúng cáo buộc là do tòa chung cư bị khóa để chống Covid, nên người dân không thoát ra được khỏi đám cháy, thì biểu tình đã bùng phát lên khắp nơi tại Trung Quốc. Đầu tiên là đòi bỏ lệnh giới nghiêm gây bao đau khổ gần một năm qua, tiến tới là cả chuyện đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông chủ tịch của nó là Tập Cận Bình phải từ chức. Việc đàn áp của bộ máy công an cai trị khổng lồ cũng bắt đầu. Người ta lại thấy cách hành xử của bộ máy giống y hệt bài của các đồng nghiệp phương Nam của họ, đó là đầu tiên là kiểm soát mạng, sau đó là phong tỏa các điểm có thể xảy ra biểu tình. Tiếp theo là công an, dân phòng kéo tới, có nơi còn đông hơn cả người biểu tình rất nhiều. Đây là hình ảnh những thành phố nhộn nhịp bậc nhất, không một bóng người bị phong tỏa là Thượng Hải, cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh. Một điểm rất đáng chú ý của sự tương đồng trong cách đàn áp này là thoạt tiên các viên công an quay phim người biểu tình để làm hồ sơ mà chưa đánh đập bắt bớ vội. Tiếp theo là bắt bớ, việc bắt bớ này sẽ tùy ứng biến, nếu căng quá thì khoan hẵng bắt, mà để bắt nguội sau đó dựa trên hồ sơ phim ảnh, cũng như đám đặc tình len lỏi trong quần chúng. Không có bộ máy thực thi pháp luật nào trên hành tinh này đông đúc như đội quân đặc tình của các chế độ cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân hút hết nguồn lực quốc gia, làm cho các chế độ cộng sản hết pin, không có sáng tạo để cạnh tranh với các nước khác. Cách đàn áp của họ giống nhau thì đã đành, cách họ trích thuốc ngừa cho dân cũng giống nhau, cũng chẳng có gì là lạ. Khi những loại vaccine quý giá của phương Tây đầu tiên về đến Sài Gòn, Hà Nội, tầng lớp dân chúng, già cả của Việt Nam bị loại trừ một cách tàn nhẫn. Gần 2 năm sau, khi dân Hoa Lục bắt đầu được trích ngừa, người già vẫn có tỷ lệ trích rất thấp. Người già của Trung Quốc không có vẻ có khuynh hướng chống vaccine. Hơn nữa, với bộ máy cai trị của Đảng, Bắc Kinh có thể bắt người già trích ngừa nếu muốn. Thực tế này đưa đến giả thiết là số vaccine sản xuất đã không đủ dùng, hoặc là Bắc Kinh đã ỷ thế và các biện pháp chống dịch chuyên chính vô sản của mình mà bỏ dở kế hoạch sản xuất vaccine. Ở đây cũng là điểm tương đồng của hai anh em Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. Sau mấy tháng đầu sử dụng chuyên chính vô sản thành công vào đầu năm 2020 thì Đảng Cộng sản Việt Nam quên khuấy việc mua thuốc mà lại lo gân cổ tự hào Việt Nam ơi. Và giờ đây khi bắt bớ đánh đập đang xảy ra trên đường phố Thượng Hải, Thành Đô, Vũ Hán v.v. thì cả hai cơ quan tuyên giáo anh em lại đều im lặng, xem như không có gì cả. Và khác biệt giữa Hà Nội và Bắc Kinh, đây là hình ảnh con cháu các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc thường được dùng các loại vaccine của Mỹ. Nếu như những tương đồng trong việc cai trị hai quốc gia có cùng chế độ đảng trị, có cùng truyền thống phụ mẫu tri dân của ông thầy cúng Khổng Khâu là không có gì lạ, thì sự khác biệt trong việc lệnh cho virus của Bắc Kinh và Hà Nội có vài sự thú vị nổi bật là Đảng Cộng sản Việt Nam biết mình yếu nên không dám ra gió. Bắc Kinh mang trong mình mặc cảm tự ti với phương Tây từ thời Bát Quốc Liên Quân hạ thành Bắc Kinh, cũng như hai cuộc chiến tranh nha phiến nhục nhã, nay nhất định không chịu mua thuốc kỹ thuật mới của phương Tây
mà phải dùng tự hào dân tộc là Sinovac, mặc dù Sinovac của họ kém xa về hiệu quả. Trong khi đó, Hà Nội được thúc đẩy bởi tâm lý bài trung của dân chúng đã không dám dùng niềm tự hào của Trung Hoa mà hoàn toàn dựa vào phương Tây. Ở đây cũng có một tác nhân nữa, đó là thói chơi tay trên bắt nạt kẻ cùng đường của Bắc Kinh vì niềm tự hào của Trung Hoa, tức là Sinovac, chỉ có bán chứ không cho. Và điều khác biệt nữa là dù cùng một cấu trúc quyền lực nhưng bộ máy của Hà Nội thì yếu hơn rất nhiều, kỷ luật thì lại kém hơn. Điều đó không cho phép Hà Nội phong tỏa hàng triệu người dân trên những vùng đất rộng lớn như Bắc Kinh chẳng hạn. Sau khi hơn 1 triệu công nhân vùng Đông Nam Bộ đã bỏ chạy toán loạn vào mùa thu năm 2021 trở về quê hương của họ, thì chính sách phong tỏa của Hà Nội xem như phá sản. Nhưng sự phá sản ấy lại may mắn thay, tránh cho Việt Nam một đại bại thứ hai trước Covid-19. Con virus cứ nhất định không nghe theo lời đảng, dù Hà Nội hay Bắc Kinh cũng như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Virus cứ giỡn mặt với người Cộng sản. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng và con bò sữa thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc vào hôm 2 tháng 12 với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo chí nhà nước mấy ngày qua cũng liên tục có nhiều bài vở tuyên truyền về sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố, ngoài sự có mặt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn có cả ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính và các ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh con bò sữa mang tên Thành phố Hồ Chí Minh đã phải nộp tới 82% tổng thu nhập thuế về Trung ương. Liệu đây có phải là sự thay đổi về chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định như sau. Lâu nay ai cũng biết Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, là nơi làm ra rất nhiều tiền nuôi sống xã hội, sợ nhất so với các địa phương khác, chiếm tới 25% tổng GDP của cả nước. Trong khi Việt Nam có 60 mấy tỉnh thành, nhưng chính sách của nhà nước đã bóc lột thành phố hơi nặng nề. Từ năm 1975 cho đến nay, hàng năm, tất cả vật chất làm ra chỉ được để lại ở thành phố có 17%, còn lại là đưa hết về Trung ương, tức là ra Hà Nội. Điều này gây ra sự bất bình ngấm ngầm của những người ở miền Nam, cũng như người ở Thành phố Hồ Chí Minh. Như thế là quá bất công, trong khi ở phía Bắc được đầu tư rất mạnh về hạ tầng cơ sở, đường xá, tất cả những cái đó là ngân sách của Trung ương rót xuống. Mà ngân sách đó từ đâu? Từ thu thuế của các địa phương, cho nên có sự bất bình ngấm ngầm. Cũng theo nhà báo Võ Văn Tạo, có thể về tình hình đó cho nên nhà nước có những chính sách thay đổi nhất định để tránh gây bất mãn không tốt trong dư luận của người dân. Ông nói tiếp. Thứ hai, danh chính ngôn thuận mà nói, ai cũng biết Thành phố Hồ Chí Minh quan trọng, cho nên dù muốn hay không muốn, Đảng và Nhà nước cũng phải lưu tâm đến chuyện đó. Tức là có cách nào để thành phố phát triển tương xứng với tiềm năng có thể của nó, chứ lâu nay như thế là chưa chú trọng. Nên đã kìm hãm tiềm năng của thành phố, chính cái đó sẽ làm ảnh hưởng đến cả nước. Đây là hình ảnh mạng lưới cao tốc chằng chịt, dư thừa ngoài Bắc, dân thì ngồi nhậu, trâu bò thì thả rông. Một người dân hiện sống tại thành phố không muốn nêu tên vì lý do an toàn cho biết cách biệt giàu nghèo tại Sài Gòn hiện nay quá lớn. Tôi thấy mức sống của người dân Sài Gòn giữa cái nghèo và cái giàu chênh lệch nhau lớn lắm. Người nghèo thì nghèo lắm, người giàu thì giàu lắm. Mà hầu hết dân nhập cư tại Sài Gòn, rồi dân Sài Gòn vẫn lao động chân tay thì lấy đâu ra. Mình phải thấy rõ chứ sao lại tuyên bố như vậy được. Điều đó là vô lý. Nhiều năm trước đây, một số lãnh đạo của Việt Nam cũng đề ra mục tiêu đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm kinh tế tài chính của châu Á. Chất lượng đời sống cao, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 37.000 USD mỗi năm là điểm đến của toàn cầu. Còn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ năm 1993 cho đến năm 2005, nhận định cho rằng mục tiêu đó còn khá xa vời. Ông nói, mục tiêu đó đề ra nhưng cho đến nay
bước tiến để mà đến mục tiêu đó còn chậm và còn khá xa vời. Thành phố cần phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển sang kinh tế số, phát triển mạnh mẽ hơn nữa các dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ về quản trị doanh nghiệp và phát triển khoa học công nghệ. Cơ sở hạ tầng của thành phố thì các bước tiến, nhưng hiện nay sự kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn chậm. Điều này đã nhận thức được hay nay đang có kế hoạch để cố gắng thực hiện cải cách hiện tình hình kết cấu hạ tầng kết nối giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy giao thương, kết nối chuỗi giá trị đồng bằng sông Cửu Long với công nghiệp chế biến, chế tác của thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Đây là hình ảnh đường lưới cao tốc duy nhất từ thành phố về miền Tây dễ dàng bị kẹt xe khi có tai nạn xảy ra. Chính phủ Việt Nam trước đây cũng đã đề ra 3 khâu đột phá quan trọng. Một là nỗ lực vượt bậc thiết lập thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã chủ nghĩa. Thứ hai là xây dựng kết cấu hạ tầng. Thứ ba là nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cả 3 khâu đột phá đó cho đến nay cũng chỉ làm được rất khiêm tốn. Còn những việc chính yếu của nhà nước như đảm bảo luật pháp, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô thì theo ông cũng chưa hiệu quả. Lâu nay, nhiều vị lãnh đạo của Đảng và Chính phủ thường hay phát biểu đưa ra mục tiêu Việt Nam sẽ sớm trở thành cường quốc về một lĩnh vực nào đó. Đơn cử như tại hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 năm 2010, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khi phát biểu bế mạc hội nghị từng nói rằng mục tiêu tới năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại. Đến nay, mục tiêu đó cũng chưa đạt được. Nguyên Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, khi còn tại chức cũng đã từng quyết định xây dựng các tập đoàn nhà nước lấy ý tưởng từ mô hình của Hàn Quốc để trang bị cho nền kinh tế những cú đấm thép, tức là áp dụng chính sách chủ động công nghiệp hóa để phát triển nhanh, trong đó có vai trò của các tập đoàn làm trụ cột. Tuy nhiên, ước mơ của ông Dũng đã để lại hậu quả là những tổng công ty như Vinalines, Vinashin, v.v. với những món nợ khổng lồ lên đến hàng chục ngàn, trăm ngàn và hàng triệu tỷ đồng mà cho đến nay vẫn chưa giải quyết hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d. Các bạn hãy chia sẻ video YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.